Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị là một con đường bê tông liên xã thuộc ấp Bầu Sang, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Anh chị chạy thẳng đường này ra khoảng chừng 1,5 km nữa là mình gặp một con đường nhựa. Đường nhựa đó cũng là đường nhựa liên xã. Đường nhựa đó nó đấu nối từ DT41 rồi chạy thẳng sang quốc lộ 14 chỗ chợ Đồng Tâm anh chị ha. Nghĩa là từ vị trí tôi đang đứng ra đây, ở đây ra ngoài cái đường nhựa đó khoảng cây rưỡi số. Còn từ đây ra DT41 thì khoảng chừng 3 cây rưỡi số anh chị ha. Tôi nhắc lại nha. Vị trí đang đứng ở đây là đường bê tông liên xã thuộc ấp Bù Sang, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cách 1,5 cây số là tới đường nhựa liên xã đầu nối từ DT41 sang quốc lộ 14, và cách khoảng 3 cây rưỡi số là tới DT41, và cách khoảng chừng 5 cây đến 6 cây số nữa là mình xuống được phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Anh chị ha. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm hai bên mặt đường bê tông này. Là cái vườn điều này anh chị ha. Đó, bắt đầu từ cái bờ mương này này. Bên này là của người ta nhá. Còn bên này là của ông ấy. Đó. Rồi bên này cũng vậy. Đây cái ổi này này. Bên này là của hàng xóm, còn bên này của ông ấy. Tổng diện tích của ông là, của ông chủ này là 6 mẫu 3, 800 m thổ cư. 6 mẫu 3, 800 m thổ cư nhá. Bên này được hơn 200 m mặt đường. Bên này được hơn 200 m mặt đường nữa. Tổng diện tích cái mặt đường này là được 450 m mặt đường. 450 m mặt đường anh chị ha. Đó, nhà ông trên đất luôn anh chị nhá. Bắt đầu từ đây nhá. Bên này thì bắt đầu từ đây, chạy sang bên vườn bên kia. Bên này thì bắt đầu từ đây. Đấy, chạy sang vườn bên kia anh chị ha. 6 mẫu 3, 800 m thổ cư. Ấp tổ 5, ấp Bù Sang, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Cách DT41 thì chỉ khoảng 3 cây rưỡi số thôi. Cách thành phố Đồng Xoài khoảng 6 cây số anh chị ha. Hai bên nhá. Bên này được 1 mẫu 7, còn lại là toàn bộ là bên này nằm bên này hết, bên nhà ông hết. Người ta trồng cao su với lại điều. Ở trong này rất là nhiều dân sinh sống nha anh chị, nhìn cái đường điện này. Đó, cái đường điện này chạy thẳng vào trong này. Còn rất là nhiều dân sinh sống nữa trong này ha. Cứ đi thẳng đằng này ra là mình lại đấu nối ra được hồ nước sạch Thuận Lợi. Rồi đi quốc lộ 14, đi chợ Đồng Tâm. Rồi lại lộn về chợ Cầu 2 được anh chị ha, về thành phố Đồng Xoài. Đó, hai bên dân cư ở đây thì người ta sinh sống theo ven cái đường bê tông này. Đây, ông ấy đang ngồi đây này. Đó, đây cũng có một hộ dân này anh chị ha. Còn dưới đó là nhà ông ấy. Hai bên mặt đường anh chị ha. Địa hình ở đây thì rất là bằng phẳng luôn anh chị ha. Dân cư hiện hữu, đường bê tông liên xã, cách đường nhựa 1,5 km, cách DT41 khoảng 3 cây rưỡi số. Ranh giới rõ ràng chị nha. Cách thành phố Đồng Xoài 6 cây, cách phố giáo Bình Dương khoảng 45 cây, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 120 cây. Anh chị nhá. Tôi chia sẻ về khoảng cách để cho anh chị căn căn từ nhà mình lên cái khu vực đất này là bao nhiêu km. Tôi hỏi em. Chị ơi. Chị La ơi. Cái nhà này sao đây? Cái nhà này của mình luôn hả? Nhà này của con ông ấy hả? Đây anh chị, bờ mương này. Cái nhà này là của con gái, nghĩa là nhà bên này là của con gái, còn nhà bên này là của ông ấy. Hai bố con đều bán luôn anh chị ạ. À, đây bờ mương nữa này. Đi dọc xuống dưới kia luôn. Anh chị nhá, 800 m thổ cư đến đây hả chị? Cái nhà này xây lâu chưa chú? Năm ngoái hả? Giáp Tết năm ngoái hả? Thế năm nay được năm rồi nhỉ? Nhà này có mấy, ở đất mình có mấy sổ? 2 sổ, 4 sổ. 4 sổ hả? Chủ kêu 4 sổ, mình thì kêu 2 sổ. Đấy, cộng tác viên thôi, nhiều khi chưa hỏi, cứ phát ngôn lung tung này. Nhà này hồi chú xây nhiều tiền không ạ? 500. 500 triệu hả? Nhà đẹp ha? Dạ, giờ vật liệu xây dựng nó lên rồi. Dạ. Bên này là của con gái 1 mẫu 7 này. Bên này của chú, con lại của chú. Tổng diện tích là 6 mẫu 3, 800 m thổ cư. Ủa chú ơi, cái cọc kia là sao chú? Cái cọc đó. Để tôi xem cái cọc này là cọc gì đây.
ở đây nó không có mạng nên là tôi không kiểm tra quy hoạch được cái miếng này. À, cọc tim. Sao lại có cọc tim ở đây? Ở đây có con đường nào ta? Đây anh chị. Sao đây có cái cọc tim này? Cái này để tôi về tôi kiểm tra quy hoạch xem là có con đường lớn nào mà nó chạy qua nó kêu có cọc tim ở đây nhỉ? Cọc tim này là sao ta? Thôi, được cái này để tôi về tôi kiểm tra xem. Anh chị ha. Đây, còn ranh giới bắt đầu từ đây. Sao có cái cọc cái tim ở đây nhỉ? Đó. Cái vườn điều kia của chú luôn nhá. Có cái miếng tam giác này của hàng xóm này. Đó, miếng tam giác này của hàng xóm này. Anh chị mà mua miếng này á mà muốn cho đất này nó có thêm góc mặt đường này nữa thì đàm phán mua luôn cái miếng tam giác này của ông này này. Ông cũng chẳng để làm gì đâu. Đó. Thế người ta để cho nó liền đất mình luôn. Cái miếng đất này bên này này nó bao hết từ cái bờ mương bên đất á. Đó, bao xuống từ vườn cao su kia, nó bao lên vườn cao su già này, nó bọc luôn cái thằng tam giác bên này này. Đó, có tiền thì mình mua luôn. Đấy, để tôi kiểm tra xem là cái cọc đó là như nào. Còn đất ở đây thì bằng lắm. Bằng phẳng lắm anh chị ha. Đó. 6 hectare thì tôi không đi hết được đâu. Tôi chỉ được quay những cái phần chính của đất thôi anh chị nhá. Cái ranh giới nhà cái chú này chú ấy làm rõ ràng lắm. Đây này. Đây này, chú ấy móc hết này. Móc hết này, đấy, có cái mảng tam giác này của người ta thôi. Đó, còn vườn điều của chú luôn. Đó, phần kia phần nhà ở. Đó, trên kia là đường bê tông. Anh chị ha. Đó, tôi quay anh chỉ một góc thôi, một góc được thôi. Chứ còn mà để chi tiết thì anh chị phải lên thăm đất, tham quan, gặp cô chú. Mình đi cô chú chỉ ranh giới, mang sổ, mang sách ra xem. Anh chị nhá. Đó. 6 mẫu 3, hai bố con bán luôn. Đó. Trên là con gái ông là 1 mẫu 7, còn lại là của ông dưới đường này. Là của ông hết. Đó. Còn đây là nhà này. Đó. Đây là phần nhà. Ngày xưa ở dưới này là chú có cái ao thì phải. Ngày xưa dưới này có cái ao mình lấp đi hả? Con nhìn thấy giống giống cái ao mà. Kia à, chỗ kia để lại. Đây là nhà của chú này. Số nhà 236. Bù xăng hả? À, đây số nhà đây anh chị. Đây số nhà này. À, 263. Con chó này nó có cắn con không? Không, sợ chó. À, tổ 5, ấp Bù Xăng. À, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đất nền đất ở đây thì nó cứng lắm anh chị. Toàn đất đất sỏi sỏi đỏ này, cứng lắm. Ngày xưa ở đây là cái ao này. Đó, tôi nhìn này tôi thấy hình dung đây là cái ao rồi. Đó. Là cái ao ở đây anh chị ạ. Rồi chú lấp đi thôi. Rồi, dưới này là vườn cao su nữa. 6 mẫu 3 trừ 1 mẫu 7 trên đường. Còn dưới này là còn rất nhiều đất luôn, hơn 4 mẫu nữa của mày. Đó. Hàng chuối đó đó anh chị nhìn thấy không? Đó là bờ danh nhá. Đó. Đó là bờ danh. Rồi đến phần này vẫn là của chú ấy luôn. Đây. Đó. Cái phần đó là phần nhà ở. Còn phần đây là phần vườn. Dưới đây. Anh chị nhìn đi hết hàng cao su mới hết đất của cái ông chủ này nhá. Đó. Đi hết đến cái hàng cao su ngang kiểu kia là mới hết đất của người ta đấy. Bằng như sân bóng luôn. Cái bờ mương đây. Đó. Xung quanh là đều móc hết rồi. Ranh giới rõ ràng lắm. Đó. Dân cư xung quanh, điện nước đầy đủ. À, có nhà ở, có 800 mét thổ cư. Miếng bên này thì được 200, hơn 200 mét mặt đường. Miếng bên kia cũng được hơn 200 mét. Khoảng được 400 mét mặt đường cả hai bên. Hai bố con gộp lại. Đó. Anh chị ha, cực kỳ bằng phẳng luôn. Đất này rất là bằng. Bên này người ta trồng cao su này, còn bên kia người ta trồng điều. Miếng đất này vuông nhá, vuông vức nhá. Tôi nhìn là tôi thấy nó vuông rồi đó. Còn cái này phải xem sổ lại. Tí tôi kiểm tra xem cái cọc tim đó là cái cọc gì tôi không biết đó. Hay là có con đường lớn nào đi qua. Ở đây thì tôi chưa kiểm tra được. Đó, phần đó phần điều. Rồi, đó, phần bên đó phần điều. Phần bên này phần cao su. Hết hàng cao su này là hết đất. Hết hàng điều kia là hết đất. Xong vườn cao su ra.
Có một góc tam giác kia mà anh chị mà mua miếng này, mua luôn cái góc tam giác đi. Góc tam giác cho khoảng sào đất cho mấy. Đó, để cho nó có mặt đường thêm anh chị nhá. Đó, rồi một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Vị trí tôi đang đứng ở đây là 6 mẫu 3, tổ 5, ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đây, số nhà của chú vừa là 200 bao nhiêu đó. Đấy, vừa tôi quay cho anh chị lại. Anh chị nhá. Với 6 mẫu 3 này thì người ta đã bán với cái giá 25 tỷ rưỡi. 25 tỷ rưỡi anh chị ha. Còn thương lượng thì anh chị nào có nhu cầu cái sản phẩm ở ấp Bù Xăng, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước này thì liên hệ cho tôi qua số điện thoại là 0918 645130 hoặc 0271 373 7968 anh chị nhá. Ngoài ra, anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa, cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Một lần nữa, xin cảm ơn.